Đó thì hôm nay thì em chia sẻ về cách mà mình để mà mình nấu cái nước lá nếp thơm hay còn gọi là lá dứa ở trong miền Nam nha mọi người. Thì mình sẽ nấu cái nước này để mà mình áp dụng, mình sử dụng trong các cái món chè Huế giống như là chè đậu nè, chè trôi nè, chè bột lọc nè, chè sen nè. Thì em sẽ hướng dẫn mọi người cách nấu cái nước lá này trước và cách nấu nước đường để mọi người nấu trước. Rồi sau đó thì em sẽ chia sẻ tiếp những cái món chè về Huế, chè Huế nha mọi người. Thì ở đây mình sẽ sử dụng là cái lá dứa thơm, mình sẽ rửa sạch. Và nếu mình nấu số lượng nhiều á mọi người thì mọi người có thể mình dội qua nước sôi, mình dội sơ xong rồi mình bỏ vô nồi mình nấu. Thì cái tỷ lệ mình nấu á, là 2 lít nước. Mình sẽ nấu cùng khoảng là nửa ký cái lá dứa thơm này nha mọi người. Mình sẽ bỏ cái lá dứa và nước vô và mình nấu trong vòng 10 phút tính từ lúc mà nước nó sôi á. Tính từ lúc nước sôi thì mình sẽ nấu 10 phút và mình sẽ hạ lửa vừa vừa thôi nha, mình đừng để sôi quá. Đó. Thì mình sẽ nấu trong vòng 10 phút cái nồi nước lá dứa này nha mọi người. Trong các món chè Huế thì rất nhiều món chè mình sẽ sử dụng cái lá này đó, cái nước lá dứa này á. Thì thay vì mình nấu mỗi món ra thì mình phải cần sử dụng lá dứa để mình bỏ vô thì mình sẽ thay cái nước này đó. Đó thì sau khi mà em nấu được 10 phút rồi nè mọi người thì cái nước của mình nó bắt đầu ra nè mọi người thấy không? Nó xanh xanh. Đó cái màu nước của mình nó sẽ xanh xanh nha. Và trong kinh doanh nếu mà mình kinh doanh hàng ngày mà mình nấu nhiều á, mình muốn giữ cho cái màu của nó xanh tươi lâu hơn á thì mọi người có thể là mình cho một chút xíu cái bột baking soda đó mọi người, mình cho khoảng một cái đầu đũa nhỏ thôi, xíu thôi nha. Đó thì tiếp theo là em sẽ nấu nước đường ứng dụng trong chè Huế nha mọi người. Thì ở đây là mình sẽ sử dụng là 2,5 lít nước. Mình sẽ nấu với lại là 500 g lá dứa thơm hay còn gọi là lá nếp nha mọi người. Đó thì mình sẽ cho nước nè, cho lá dứa vô và mình sẽ cho đường. Đường thì ở đây mình sẽ sử dụng đường trắng và đường phèn nha. Công thức em ghi lên màn hình mọi người ghi lại giùm em nha. Đó thì mình sẽ cho tất cả lên bếp và mình sẽ đun nha mọi người. Mình sẽ đun tính từ lúc mà nước sôi cho tới hoàn thành là 10 phút nha mọi người. Đó thì cái nước đường này á, mình sẽ ứng dụng cho các loại chè, chè đậu, chè trôi, chè hạt sen. Đó thì khi mà em sẽ chia sẻ cái cách làm nước là cốt lá dứa và cái cách nấu nước có nước đường để mọi người làm trước, để mọi người biết cách. Tại vì trong chè Huế tất cả các món đều sử dụng hai loại nước này, cho nên là em làm một cái clip riêng để mọi người có thể là mình dễ nhìn và dễ hiểu hơn. Chứ mà em làm chung lại chơi với lại các món chè thì mọi người sẽ khó hiểu lắm. Cho nên là em mới làm tách riêng ra và em cũng sẽ để riêng từng clip là chè nào để mọi người có thể xem và dễ hiểu hơn ha. Đó thì tính từ lúc nước sôi và đến khi mà đã ok á là mình nấu được 10 phút nè. Lúc này em nấu được 10 phút rồi nè mọi người. Mọi người nhìn thấy cái nước đường nè, nhìn rất là ngon mọi người thấy không? Cái màu của cái nước lá dứa đó nó ra nó vừa vàng vàng, đẹp lắm. Đó thì mình nhìn vô cái nồi chè nó cũng ngon nữa. Đó thì khi mà em nấu trong vòng 10 phút rồi đó thì nó đã hoàn thành rồi và đây là cái nước đường nha mọi người. Đó thì mọi người xem và mình thực hành nha, mình nấu nha. Rồi tiếp theo thì em cũng sẽ chia sẻ về các món liên quan tới chè Huế, chè đậu nè, rồi chè trôi nè, chè hạt sen nè, chè các loại đậu luôn. Thì em sẽ chia sẻ riêng từng clip cho mọi người xem nha, mọi người tham khảo và mọi người làm cùng em nha. Và đây cũng là một cái công thức để mình kinh doanh đó mọi người. Cảm ơn mọi người nha, nhớ đăng ký kênh của em nha.